phẩm hạnh thanh tịnh phẩm thứ 8 phần 5. Bấy giờ trong thành lớn Vương Xá có vua A Xà Thế là người tánh tình xấu ác, ưa làm việc giết hại, lại nói phạm vào đủ bốn điều ác: tham lam, giận dữ, ngu si, trong lòng luôn hung hăng sôi sục. Vua chỉ nhìn thấy hiện tại, chẳng quan tâm việc về sau, dùng toàn những người xấu ác làm thân thuộc. Vì tham đắm vướng mắc vào năm món dục lạc trước mắt, nên vua cha là Tần Bà Sa La không có tội, mà A Xà Thế ngang ngược giết đi. Nhân việc giết cha rồi mới bị lòng hối hận nung nấu, không còn muốn trang sức trên thân, cũng chẳng thấy vui với việc đàn ca múa hát. Do lòng hối hận nung nấu nên khắp người vua phát sanh kẻ độc, dơ nhớp hồi hám không thể đến gần được. Vua liền tự nghĩ rằng, nay thân ta đây đã chịu sự báo ứng ngay trước mắt, quả báo địa ngục cũng không còn xa nữa. Mẹ vua là bà Vi Đề Hy dùng đủ mọi thứ thuốc mà thoa sức cho vua, nhưng kẻ độc ngày càng tăng thêm, không giảm bớt chút nào. Vua thưa với mẹ rằng, những kẻ này từ trong tâm mà sanh ra, chẳng phải sanh ra do bốn đại. Nếu nói rằng trong chúng sanh có người có thể trự dứt được thì thật vô lý. Lúc ấy có một viên đại thần tên là Nguyệt Sưng đi đến chỗ vua, đứng bên mà tâu rằng, đại vương, vì sao lại ưu sầu tiểu tụy dung nhan chẳng vui? Ngài đau đớn trong thân chăng, hay là đau đớn ở trong tâm? Vua đáp rằng, nay cả thân và tâm của ta làm sao có thể không đau đớn? Cha ta không có tội, ta lại ngang ngược giết hại. Ta từng nghe những bậc trí giả nói rằng, ở đời có năm hạng người không thể thoát khỏi địa ngục, đó là những người phạm vào năm tội nghịch. Nay tội của ta đã là vô lượng vô biên, làm sao thân tâm ta lại có thể không đau đớn? Đã vậy lại không có lương y nào có thể chữa trị được thân tâm của ta. Quan đại thần Nguyệt Sương liền nói, xin đại vương chớ quá sầu khổ. Rồi ông liền đọc bài kệ rằng, nếu thường sầu khổ càng tăng, như người ham ngủ, ngủ càng thêm nhiều, tham dâm nghiện rượu cũng đều như vậy. Như lời vua nói, ở đời có năm hạng người không thể thoát khỏi địa ngục. Có ai đã đến địa ngục nhìn thấy rồi trở về nói lại với vua chăng? Nói địa ngục đó chỉ là lời nói của người thế gian nhiều mưu trí. Như lời vua nói, trong đời không có lương y nào chữa trị được thân tâm của vua. Này, có một vị đại lương y tên là Phú Lan Na, thấy biết tất cả, được phép định tự tại, đã tu tập xong phạm hạnh thanh tịnh, thường vì vô số chúng sanh mà diễn thuyết đạo vô thượng niết bàn. Người vì các đệ tử mà thuyết dạy các pháp như thế này, không có nghiệp ác, không có quả báo của nghiệp ác, không có nghiệp thiện, không có quả báo của nghiệp thiện, không có nghiệp vừa thiện vừa ác, không có quả báo của nghiệp vừa thiện vừa ác, không có nghiệp cao và nghiệp thấp. Vị thầy ấy nay đang ở trong thành Vương Xá, xin đại vương ngự giá đến đó để vị thầy ấy chữa trị thân tâm cho đại vương. Vua liền đáp rằng, nếu quả thật người ấy có thể dứt trừ được tội của ta, ta sẽ quy y. Lại có một vị quan khác tên là Tạng Đức cũng đi đến chỗ vua tâu rằng, đại vương, vì sao dung nhan ngài tiểu tụy, môi miệng khô bỏng, giọng nói nhỏ yếu dường như người nhút nhát khi gặp phải kẻ đại thù địch? Nay da mặt của ngài nhăn nhó khô nứt, ắt có điều gì khổ sở lắm chăng? Là sự đau đớn nơi thân hay đau đớn nơi tâm? Vua đáp, nay thân tâm của ta làm sao có thể không đau đớn? Ta thật là ngu si mù tối, không có mắt tuệ nên gần gũi thân cận với kẻ ác, nghe theo lời kẻ ác là điều bà đạt ngỗ nghịch, muốn giết hại vị vua chánh pháp. Trước đây ta từng nghe bậc có trí thuyết kệ rằng, người đối với cha mẹ Phật và đệ tử Phật, nếu sanh lòng bất thiện, làm những việc ác hại, ắt phải chịu tội báo sanh địa ngục A Tỳ. Vì việc như thế nên lòng ta sợ sệt, sanh khổ não lớn, lại không có vị lương y nào để ta tìm đến chữa trị. Đại thần ấy tâu rằng, xin đại vương đừng ưu sầu sợ sệt. Pháp có hai loại, một là pháp của hàng xuất gia, hai là pháp của vua. Đối với pháp của vua thì kẻ giết hại cha ắt cai trị được cả đất nước, nên tùy nói như thế là ngỗ nghịch nhưng thật không có tội, như loài sâu Kalala cần phải phá thủng bụng mẹ rồi mới sanh ra được. Sự sanh ra như vậy tuy phá thủng bụng mẹ nhưng thật không có tội. Còn là khi mang thai cũng giống như vậy, về phép trị nước cũng nên như vậy, dù có giết cha giết anh cũng không có tội. Còn đối với pháp của hàng xuất gia thì cho đến con muỗi con kiến mà giết chết cũng là có tội. Xin đại vương mở lòng đừng sầu khổ nữa. Vì sao vậy? Nếu thường sầu khổ càng tăng, như người ham ngủ, ngủ càng thêm nhiều, tham dâm nghiện rượu cũng đều như vậy. Như lời vua nói, trong đời không có lương y nào chữa trị được thân tâm của vua.
Này có một vị đại sư tên là Mạt Già Lê cầu xá ly tử, thấy biết tất cả thương xót chúng sanh đều như con mình. Vị ấy đã lìa khỏi phiền não, có thể nhổ bật mũi tên nhọn ba độc cho chúng sanh. Hết thảy chúng sanh đối với các pháp đều không thấy, không biết, không hiểu được. Chỉ duy nhất một vị này có thể thấy, biết và hiểu được. Vị đại sư ấy thường vì đệ tử mà thuyết pháp rằng, cái thân của hết thảy chúng sanh đều có bảy phần. Những gì là bảy? Đó là đất nước, lửa, gió, khổ, vui và mạng sống. Bảy pháp ấy chẳng phải do biến hóa mà có, chẳng phải do tạo tác mà thành, không thể bị hủy hoại. Như loài cỏ Isuka, trụ yên chẳng động như núi Tu Di, chẳng buông bỏ, chẳng làm ra được như sữa hay kèm sữa. Hết thảy đều không cần tranh cãi cho là khổ hay là vui, thiện hay bất thiện. Thật này dù ném vào lưỡi đao sắc cũng không bị thương tích tổn hại. Vì sao vậy? Vì bảy phần nói trên là ở giữa hư không, chẳng bị ngăn ngại, mạng sống cũng không bị tổn hại. Vì sao vậy? Vì không có người làm hại, không có người chết, không có người tạo tác, không có người nhận chịu, không có người nói, không có người nghe, không có người ghi nhớ, không có người thuyết dạy. Đại sư ấy thường thuyết pháp như vậy, có thể khiến cho chúng sanh diệt trừ hết thảy vô số tội nặng. Nay vị thầy ấy đang ở thành lớn Vương Xá, xin đại vương ngự đến chỗ ở của vị ấy. Nếu vua gặp được vị ấy rồi, mọi tội lỗi đều sẽ được tiêu diệt. Vừa nói, nếu thật vị ấy có thể dứt trừ được tội lỗi của ta, ta sẽ quy y. Lại có một vị quan khác tên là Thật Đức cũng đi đến chỗ vua đọc kệ rằng: đại vương vì sao chẳng đeo chuỗi ngọc, đầu tóc rối bời cho đến nỗi này? Thân vua vì sao run rẩy chẳng yên như cơn gió lớn lay động cành hoa? Hôm nay vì sao vẻ mặt của vua lại buồn rầu tiều tụy như người làm ruộng gieo giống rồi không gặp được cơn mưa? Ngài sầu khổ như vậy là đau đớn trong tâm hay đau đớn nơi thân? Vua đáp rằng: nay thân tâm ta làm sao lại có thể không đau đớn? Đấng tiên vương cha ta vốn một lòng từ ái, đặc biệt thương yêu ta, thật không có tội lỗi chi cả. Ngày trước khi sanh ta ra, người có đến hỏi thầy tướng nói rằng đứa trẻ ấy sanh ra rồi chắc chắn sẽ giết hại cha. Dù nghe nói như vậy, nhưng người vẫn cưng chiều nuôi dưỡng ta. Ta từng nghe bậc có trí nói rằng kẻ nào gian dâm với mẹ hoặc tỷ kheo ni, hoặc trộm lấy tài vật của tam bảo, hoặc giết hại người phát tâm vô thượng bồ đề, hoặc giết hại cha mình, những kẻ ấy nhất định phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Nay thân tâm ta làm sao lại có thể không đau đớn? Đại thần ấy tâu: xin đại vương chớ nên sầu khổ. Về chuyện vua cha, nếu là người tu đạo giải thoát mà giết hại thì có tội, nếu theo phép trị nước mà giết thì không có tội. Đại vương, không đúng pháp thì gọi là phi pháp, không có pháp thì gọi là vô pháp. Ví như không có con thì gọi là không con, có con xấu ác cũng gọi là không con. Tuy nói là không con như thật chẳng phải không có con, như trong thức ăn không có muối gọi là không muối, nếu thức ăn có ít muối cũng nói là không muối. Như sông không có nước gọi là không nước, nếu sông có ít nước cũng nói là không nước. Như mỗi một khoảnh khắc đều nối nhau diệt mất gọi là vô thường, tuy tồn tại được một kiếp cũng gọi là vô thường. Như người chịu khổ gọi là không vui, tuy được vui ít cũng gọi là không vui. Như người không được tự tại gọi là không có ngã, tuy có ít tự tại cũng gọi là không có ngã. Như khi đêm tối gọi là không có mặt trời, khi có nhiều mây mù cũng nói là không có mặt trời. Đại vương, tuy nói rằng ít pháp cũng gọi là không có pháp, nhưng thật chẳng phải là không có pháp. Xin vừa lắng nghe thần diễn thuyết. Hết thảy chúng sanh đều có nghiệp đời trước còn lại, do duyên có nghiệp nên phải chịu nhiều đời sanh tử. Ví như tiên vương có nghiệp đời trước còn lại, nay vua giết đi thì xét cho cùng đâu có tội gì. Xin đại vương mở lòng đừng sầu khổ. Vì sao vậy? Nếu thường sầu khổ càng tăng, như người ham ngủ, ngủ càng thêm nhiều, tham dâm nghiện rượu cũng đều như vậy. Như lời vua nói, trong đời không có lương y nào chữa trị được thân tâm của vua. Nay có một vị đại sư tên là San Xà Gia Tỳ La Trì Tử, thấy biết tất cả, trí tuệ uyên thâm như biển lớn, có oai đức lớn, đủ phép thần thông lớn, có thể khiến cho chúng sanh lìa khỏi mọi sự nghi ngờ. Hết thảy chúng sanh đối với các pháp đều không thấy, không biết, không hiểu được. Chỉ duy nhất một vị này thấy, biết và hiểu được. Hiện nay vị ấy ở gần thành Vương Xá, vì các đệ tử mà thuyết pháp như thế này. Nếu là vị vua của dân chúng thì có thể tùy ý làm các việc thiện hay ác, tuy làm các việc ác cũng không có tội, như lửa thiêu đốt mọi vật, không kể là dơ hay sạch. Vị vua cũng vậy, cùng một tính chất với lửa. Như cõi đất lớn, mọi thứ dơ sạch đều dung chứa, tuy dung chứa như vậy mà không hề có sự giận tức hoặc vui mừng.
Vị vua cũng vậy, cùng một tính chất với đất. Như tính của nước, mọi thứ rửa sạch đều có thể rửa. Tuy rửa như vậy mà không hề có sự buồn lo hoặc vui mừng. Vị vua như vậy, cùng một tính chất với nước. Như tính chất của gió, mọi thứ rửa sạch đều thổi như nhau. Tuy thổi như vậy mà không hề có sự buồn lo hoặc vui mừng. Vị vua cũng vậy, cùng một tính chất với gió. Như mùa thu xén tỉa cây cối, đến mùa xuân cây xanh trường trở lại. Tuy xén tỉa cành cây nhưng thật không có tội. Hết thảy chúng sanh cũng là như vậy. Chết đi ở nơi này rồi sanh trở lại cũng ở nơi này. Vì sanh trở lại nên đâu có tội gì. Hết thảy những quả báo khổ hoặc vui của chúng sanh đều không phải do nơi nghiệp của đời hiện tại, do nhân từ quá khứ mà hiện tại mới chịu quả báo. Hiện tại không có nhân, tương lai không có quả. Vì có quả báo hiện tại nên chúng sanh phải trì giới, chuyên cần tu tập tinh tấn để ngăn ngừa quả xấu trong hiện tại. Nhờ trì giới nên được vô lậu, nhờ được vô lậu nên dứt hết nghiệp hữu lậu. Vì dứt hết nghiệp nên mọi khổ não đều dứt hết, vì mọi khổ não đều dứt hết nên được giải thoát. Xin đại vương mau mau đến chỗ đại sư để vị ấy liệu trị những nỗi đau đớn khổ não trong thân tâm của ngài. Nếu vừa gặp được vị ấy rồi, mọi tội lỗi đều sẽ tiêu diệt. Vua đáp, nếu thật vị ấy có thể dứt trừ được tội của ta, ta sẽ quy y. Lại có một vị quan tên là Tất Trí Nghĩa đi đến chỗ vua tâu rằng, vì sao hôm nay hình dung của vua không được đoan nghiêm, giống như kẻ mất nước, như suối cạn khô, như ao hồ không có hoa sen, như cây không hoa lá, như tỷ kheo phá giới, thân không có oai đức, là đau đớn nơi thân chăng, hay đau đớn trong tâm? Vua đáp, này thân tâm ta làm sao lại có thể không đau đớn? Đấng tiên vương cha ta là người từ hòa trắc ẩn, luôn thương yêu ta, nhưng ta đây bất hiếu, chẳng biết báo ơn. Người thường làm cho ta được yên vui, nhưng ta lại bội ơn dứt mất sự yên vui của người. Tiên vương không có tội, ta lại ngỗ nghịch giết hại. Ta từng nghe bậc có trí nói rằng, nếu có người giết hại cha mình, người ấy sẽ phải chịu khổ báo lớn trong vô số kiếp, không bao lâu nữa ắt ta phải đọa vào địa ngục. Lại không có vị lương y nào cứu chữa được căn bệnh tội lỗi của ta. Đại thần tâu rằng, xin đại vương hãy buông bỏ đi sự sầu khổ. Lẽ nào đại vương không nghe việc ngày xưa có vua La Ma giết cha rồi nối ngôi, lại còn các vị vua như Bạt Đề, Tỳ Lâu Chân, Na Hầu Sa, Ca Đế Ca, Tỳ Xá Khư, Nguyệt Quang Minh, Nhật Quang Minh, Ái Chỉ Đa Nhân đều đã giết hại cha để nối ngôi vua, nhưng không có một vị vua nào phải đọa vào địa ngục cả. Hiện nay có các vị vua như Tỳ Lưu Ly, Ưu Đà Na, Ác Tánh, Thử Liên Hoa đều đã giết hại cha, nhưng không một vị vua nào sanh tâm sầu não. Tôi nói có địa ngục, ngạ quỷ, cõi trời, nhưng có ai thấy được chăng? Đại vương, chỉ có hai cõi mà thôi. Một là cõi người, hai là cõi súc sanh. Tuy có hai cõi ấy, nhưng không phải do nhân duyên mà sanh, không phải do nhân duyên mà chết. Nếu không do nhân duyên, làm sao lại có những việc thiện ác? Xin đại vương chớ ôm lòng lo buồn sợ sệt. Vì sao vậy? Nếu thường sầu khổ càng tăng, như người ham ngủ, ngủ càng thêm nhiều. Tham dâm nghiện rượu cũng đều như vậy. Như lời vua nói, trong đời không có lương y nào chữa trị được thân tâm của vua. Nhưng nay có một vị đại sư tên là A Kỳ Đa Xí Xá Khâm Bà La, thấy biết tất cả, xem vàng với đất đều bình đẳng không sai khác. Đối với kẻ dùng dao chém vào hông bên mặt, với kẻ lấy bổ thâm trên đàn thoa phết lên hông bên trái, đều xem như nhau, không phân biệt sai khác. Đối với kẻ oán người thân đều xem như nhau. Vị thầy ấy quả thật là bậc lương y trong đời. Khi đi đứng, ngồi nằm đều thường ở trong tam muội, không phân tâm tán loạn. Vị ấy có dạy đệ tử rằng, như tự mình làm hoặc khuyên bảo kẻ khác làm, tự mình chém hoặc khuyên bảo kẻ khác chém, tự mình đốt hoặc khuyên bảo kẻ khác đốt, tự mình làm hại hoặc khuyên bảo kẻ khác làm hại, tự mình trộm cắp hoặc khuyên bảo kẻ khác trộm cắp, tự mình dâm dục hoặc khuyên bảo kẻ khác dâm dục, tự mình nói dối hoặc khuyên bảo kẻ khác nói dối, tự mình uống rượu hoặc khuyên bảo kẻ khác uống rượu, hoặc giết chết dân trong một làng, một thành, một nước, hoặc dùng vòng đao giết hết thảy chúng sanh, hoặc về phía nam sông Hằng bố thí cho chúng sanh, về phía bắc sông Hành giết hại chúng sanh. Hết thảy đều không có tội, không có phước, không có bố thí, trì giới và định. Hiện nay vị thầy ấy đang ở gần thành Vương Xá, xin vua mau mau đến đó. Nếu vua được gặp vị ấy, mọi tội lỗi sẽ dứt trừ. Vua liền đáp, nếu thật vị ấy có thể dứt trừ được tội lỗi của ta, ta sẽ quy y. Lại có một vị đại thần tên là Cát Đức cũng đến chỗ vua tâu rằng, hôm nay vì sao vẻ mặt vua không được tươi sáng như ngọn đèn giữa ánh nắng, như mặt trăng giữa ban ngày, như ông vua mất nước, như ruộng đất bỏ hoang,
Đại vương hiện nay bốn phương thanh bình vui vẻ, không có kẻ thù địch, sao ngài lại sầu khổ như thế? Ngài đau đớn nơi thân chăng hay đau đớn nơi tâm? Có những vương tử thường luôn nghĩ rằng, như ta biết đến bao giờ mới được tự do tùy ý thích, còn đại vương đã tỏa ý nguyện tự do tùy ý cai trị đất nước Ma Già Đà. Kho báu của tiên vương ngài đã có được đầy đủ, chỉ nên thích ý mặc từng hưởng sự vui sướng. Sao lại ôm lòng buồn đau khổ sở như vậy làm gì? Vua đáp, này ta sao lại có thể không sầu não? Đại thần, ví như người ngu chỉ tham vị ngon mà chẳng thấy còn rào bén, như người ăn các món độc chẳng thấy sự tai hại. Ta cũng như vậy, như con nai thấy cỏ chẳng thấy hố bẫy sâu, như con chuột tham ăn chẳng thấy con mèo. Ta cũng như vậy, thấy sự vui sướng trong hiện tại mà chẳng thấy quả báo bất thiện khổ não trong tương lai. Ta từng nghe bậc có trí nói rằng, thà trong một ngày chịu đâm 300 mũi giáo, chứ không nảy sinh dù chỉ một ý tưởng ác đối với cha mẹ. Nay ta đã ở kề bên lửa nóng địa ngục, làm sao có thể không sầu não? Đại thần liền tâu, ai đã đến đây dối gạt đại vương rằng có địa ngục như mũi gai nhọn? Ai là người làm ra lại như các giống chim có màu khác? Nào ai làm ra như vậy đâu? Như tính chất của nước là thấm ướt, tính chất của đá là cứng chắc, tính chất của gió là chuyển động, tính chất của lửa là nóng ấm. Hết thảy muôn vật đều tự sanh ra, tự chết đi. Ai là người làm ra những việc ấy? Nói địa ngục đó chính là lời biện đặt của những người có trí. Nói địa ngục đó là có nghĩa gì? Thần sẽ nói đây. Chữ địa gọi là đất, chữ ngục gọi là phá. Vì phá địa ngục không có tội báo nên gọi là địa ngục. Lại nữa, chữ địa gọi là người, chữ ngục gọi là trời. Vì giết hại cha nên sanh lên cõi người, cõi trời. Vì những nghĩa ấy nên vị tiên nhân Bà Tẩu nói rằng, giết dê được hưởng sự vui sướng ở cõi người, cõi trời, cho nên gọi là địa ngục. Lại nữa, chữ địa gọi là mạng sống, chữ ngục gọi là lâu dài. Nhờ giết hại mạng sống nên được mạng sống lâu dài, cho nên gọi là địa ngục. Đại vương vậy nên biết rằng thật không có địa ngục. Đại vương như gieo lúa thì được lúa, gieo lúa mì thì được lúa mì, giết hại địa ngục, lại mắc vào địa ngục, giết hại con người, ta phải được trở lại làm người. Nay xin đại vương nghe thần nói đây, thật không có việc giết hại. Nếu có cái bản ngã thì thật chẳng có việc giết hại, như không có cái bản ngã thì cũng không có việc giết hại. Vì sao vậy? Nếu có bản ngã thì đó là thường còn, không biến đổi. Vì thường còn nên không thể giết hại, không thể phá hoại, không thể trói buộc, không giận tức, không vui mừng, dường như hư không, như vậy làm sao có tội giết hại. Nếu là không có bản ngã thì các pháp đều là vô thường. Vì là vô thường nên mỗi khoảnh khắc đều nối nhau hoại diệt. Vì mỗi khoảnh khắc đều nối nhau hoại diệt nên kẻ giết, kẻ bị giết chết đều mỗi khoảnh khắc nối nhau hoại diệt. Nếu mỗi khoảnh khắc đều nối nhau hoại diệt thì ai là người có tội? Đại vương, như lửa đốt cháy cây, lửa không có tội. Như rìu đốn củi, rìu cũng vô tội. Như liềm cắt cỏ, liềm thật vô tội. Như dao giết người, dao thật chẳng phải người. Dao đã không có tội, người sao lại có tội? Như thuốc độc giết người, thuốc độc thật chẳng phải người. Thuốc độc không có tội, người sao lại có tội? Hết thảy vạn vật cũng đều như vậy. Thật không có việc giết hại, làm sao có tội? Xin đại vương đừng sanh sầu khổ. Vì sao vậy? Nếu thường sầu khổ càng tăng. Như người ham ngủ, ngủ càng thêm nhiều. Tham dâm nghiện rượu cũng đều như vậy. Như lời vua nói, trong đời không có lương y nào chữa trị được thân tâm của vua. Này có một vị đại sư tên là Kalakilda Kachinjian, thấy biết tất cả, hiểu rõ cả ba đời, chỉ trong một khoảnh khắc có thể thấy được vô lượng vô biên thế giới, nghe được âm thanh cũng nhiều như vậy, có thể khiến cho chúng sanh lìa xa những việc lỗi lầm hung ác. Như sông Hằng có thể làm cho những sự dơ nhớp ở trong hoặc ở ngoài đều trở nên trong sạch, vị đại sư ấy lại cũng như vậy, có thể trừ dứt mọi tội lỗi ở bên trong và bên ngoài của chúng sanh. Vị ấy vì các đệ tử mà thuyết pháp rằng, nếu có người giết hại hết thảy chúng sanh mà lòng không hổ thẹn thì không bao giờ đọa vào đường ác, cũng như hư không chẳng tiếp nhận nước và bụi bặm. Nếu có hổ thẹn liền đọa vào địa ngục, cũng như nước thấm vào lòng đất. Hết thảy chúng sanh đều là do vị tự tại thiên tạo ra. Vị tự tại thiên vui thì chúng sanh được an vui, vị tự tại thiên giận thì chúng sanh phải khổ não. Tội hay phước của hết thảy chúng sanh đều do vị tự tại thiên làm ra, sao lại nói rằng người ta có tội có phước? Ví như người thợ khéo làm ra người gỗ, có máy móc có thể đi đứng ngồi nằm, chỉ không biết nói thôi. Chúng sanh cũng như người gỗ ấy. Vị tự tại thiên ví như người thợ khéo, người gỗ ví như thân chúng sanh,
biến hóa tạo ra như vậy thì ai là người có tội? Vị đại sư ấy hiện nay đang ở gần thành Vương Xá, xin đại vương mau ngự giá đến đó. Nếu vua gặp được vị ấy thì mọi tội lỗi đều sẽ diệt mất. Vua đáp, nếu quả thật vị ấy có thể dứt trừ được tội của ta, ta sẽ quy y. Lại có một vị quan tên là Vô Sở Úy đi đến chỗ vua tâu rằng, đại vương ở đời có kẻ ngu trong một ngày mà trăm lần vui, trăm lần buồn, trăm lần ngủ, trăm lần thức, trăm lần sợ, trăm lần khóc. Người trí không có những việc như vậy. Vì sao đại vương ưu sầu đến thế? Những kẻ đi đường lạc lối, như kẻ sa xuống bùn sâu chẳng ai cứu vớt, như kẻ khát cháy không gặp được nước, như kẻ mê lầm không ai dắt dẫn, như kẻ bệnh nặng không thầy cứu chữa, như thuyền đắm trên biển không người cứu vớt. Nay đại vương đau đớn nơi thân hay là đau đớn trong tâm? Vua đáp, nay thân tâm ta làm sao có thể không đau đớn? Ta gần gũi bạn ác mà chẳng xét điều sai trái trong lời nói. Tiên vương vốn không có tội, ta ngỗ nghịch dựng chuyện giết hại. Nay ta biết chắc sẽ phải vào địa ngục, lại không có vị lương y nào để ta tìm gặp xin cứu giúp. Vị quan ấy liền tâu, xin đại vương đừng sanh lòng sầu khổ. Dòng sát lợi là dòng vua chúa. Nếu vì đất nước, vì hàng sa môn hoặc bà la môn, vì sự an ổn của nhân dân, dù có giết hại cũng không có tội. Tiên vương tuy có cung kính hàng sa môn nhưng chẳng phụng sự hàng bà la môn, lòng không bình đẳng. Vì lòng không bình đẳng nên chẳng phải dòng sát lợi. Nay đại vương vì muốn cúng dường các thầy bà la môn mà giết hại tiên vương thì nào có tội gì? Đại vương thật không có việc giết hại, nói giết hại là giết hại mạng sống. Mạng sống ấy là hơi gió, tánh của hơi gió không thể giết hại được. Vậy làm sao giết hại mạng sống mà có tội? Xin đại vương đừng sầu khổ nữa. Vì sao vậy? Nếu thường sầu khổ càng tăng như người ham ngủ, ngủ càng thêm nhiều, tham dâm nghiện rượu cũng đều như vậy. Như lời vua nói, trong đời không có lương y nào chữa trị được thân tâm của vua, nhưng nay có một vị đại sư tên là Ni Kiền Đà Nhã đệ tử, thấy biết tất cả, thương xót chúng sinh, khéo biết được căn tánh lanh lợi và chậm lụt của chúng sanh, đã đến chỗ thấu hiểu tất cả, biết tùy nghi phương tiện, tám pháp thế gian không thể làm ô nhiễm, tu tập phạm hạnh thanh tịnh vắng lặng. Vị ấy vì các đệ tử mà thuyết dạy rằng, không có bố thí, không có việc thiện, không có cha, không có mẹ, không có đời này, không có đời sau, không có A-la-hán, không có tu tập, không có đạo. Hết thảy chúng sinh, sau khi trải qua đủ 8 muôn kiếp trong vòng sanh tử rồi tự nhiên sẽ được thoát ra. Dù có tội hay không có tội cũng đều như nhau. Cũng như 4 con sông lớn, Tân Đầu, Hoàng Hà, Bác Xoa, Tư Đà, thảy đều chảy vào biển cả, không có sai khác. Hết thảy chúng sanh cũng như vậy. Khi được giải thoát thì đều như nhau, không có gì sai khác. Vị thầy ấy này đang ở tại thành Vương Xá, xin đại vương mau mau đến đó. Nếu vua gặp được vị ấy, mọi tội lỗi đều sẽ diệt mất. Vua đáp, nếu quả thật vị ấy có thể dứt trừ được tội lỗi của ta, ta sẽ quy y. Bấy giờ có một vị đại lương y tên là Kỳ Bà đến chỗ vua ngự và tâu rằng, đại vương ngày ngủ có được yên giấc chăng? Vua liền đọc kệ đáp rằng, nếu ai trừ dứt được hết thảy mọi phiền não, chẳng tham đắm ba cõi mới được giấc ngủ yên. Nếu đạt đại niết bàn, diễn thuyết nghĩa rất sâu, đích thật bà la môn mới được giấc ngủ yên. Thân không các nghiệp ác, miệng lìa 4 lỗi lầm, lòng không có nghi nan mới được giấc ngủ yên. Thân tâm không nóng nảy, chủ yên nơi vắng lặng, được chỗ vui cao nhất mới được giấc ngủ yên. Lòng không có đắm chấp, lìa xa mọi oán thù, hiền hòa không tranh chấp mới được giấc ngủ yên. Nếu không tạo nghiệp ác, lòng thường biết hổ thẹn, tin việc ác có báo mới được giấc ngủ yên. Cung kính nuôi cha mẹ, không giết hại vật sống, không cướp tài vật người mới được giấc ngủ yên. Điều phục được các căn, gần gũi thiện tri thức, phá hoại 4 chúng ma mới được giấc ngủ yên. Chẳng thấy việc lành dữ, chẳng phân biệt khổ vui, chỉ vì mọi chúng sanh mà luân chuyển sanh tử. Ai làm được như vậy mới được giấc ngủ yên. Ai được ngủ yên giấc, đó chính là chư Phật. Quán sâu không tam muội, thân tâm yên chẳng động. Ai được ngủ yên giấc là bậc có từ bi, thường tu không buông thả, thương muôn loài như con. Chúng sanh do vô minh, không thấy quả phiền não, thường tạo các nghiệp ác, chẳng được giấc ngủ yên. Nếu là vì thân mình hoặc vì thân người khác mà làm 10 nghiệp ác, chẳng được giấc ngủ yên. Nếu nói vì được vui, giết cha không có tội, tin theo kẻ ác này, chẳng được giấc ngủ yên. Ăn nhiều không điều độ, uống nước lạnh rất nhiều, như vậy phải bệnh khổ, chẳng được giấc ngủ yên.
Nếu có lỗi với vua, gian dâm vợ người khác, hoặc đi đường vắng vẻ, chẳng được giấc ngủ yên, giữ giới chưa thành tựu, thái tử chưa nối ngôi, kẻ trộm chưa được của, chẳng được giấc ngủ yên. Kỳ bà, nay ta bệnh nặng, đối với vị vua chánh pháp lại khởi lên việc ác làm hại, nên hết thảy lương y, thuốc hay, chú thuật, cùng việc giỏi chẩn đoán bệnh đều không thể trị được bệnh của ta. Vì sao vậy? Đấng tiên vương cha ta trị nước đúng phép tắc, thật không có lỗi, ta lại ngỗ nghịch giết hại. Ta nay như con cá nằm trên cạn, có vui sướng gì? Như con hiều mắc bẫy, có vui sướng gì? Lại giống như người tự biết mình sắp chết trong ngày, như ông vua mất nước trốn sang nước khác, như người nghe biết bệnh mình không thể trị dứt, như kẻ phá giới nghe người khác nói ra tội lỗi. Trẫm từng nghe bậc có trí nói rằng, nếu ba nghiệp thân khẩu và ý không được thanh tịnh, nên biết rằng người ấy chắc chắn phải đọa địa ngục. Ta này cũng vậy, làm sao được ngủ yên giấc? Này ta lại không được vị vô thượng đại y diễn thuyết cho bài thuốc chánh pháp để dứt trừ bệnh khổ của ta. Kỳ bà nói, lành thay, tuy vua đã tạo tội nhưng sanh tâm hối hận mạnh mẽ, biết ôm lòng hổ thẹn. Đại vương, chư Phật Thế Tôn thường dạy rằng, có hai pháp lành có thể cứu được chúng sanh. Một là biết xấu hổ với người khác, hai là biết tự thẹn. Biết xấu hổ thì tự mình không làm điều tội lỗi, biết tự thẹn thì không xúi dục người khác làm điều tội lỗi. Biết xấu hổ thì tự trong lòng mình thấy nhục, thấy xấu, biết tự thẹn thì sẵn sàng bày tỏ sự lỗi lầm của mình với người khác để hối cải. Biết xấu hổ là cảm thấy xấu với mọi người khác, biết tự thẹn là cảm thấy xấu với chư thiên, những người làm điều lành, đó gọi chung là hổ thẹn. Nếu ai không biết hổ thẹn thì không đáng gọi là người, nên gọi là loài súc sanh. Nếu biết hổ thẹn, ắt sẽ biết cung kính các bậc cha mẹ sư trưởng. Nhờ có sự hổ thẹn nên có thể nói là có đủ cha mẹ, anh em, chị em. Lành thay, đại vương thật có đầy đủ lòng hổ thẹn. Xin đại vương hãy lắng nghe. Hạ thần có nghe Đức Phật dạy rằng, người trí có hai điều. Một là không làm việc ác, hai là nếu lỡ làm rồi liền sám hối. Người ngu cũng có hai điều. Một là làm những việc tội lỗi xấu ác, hai là đã làm rồi lại che giấu tội lỗi. Tuy trước có làm việc ác, nhưng sau đó nếu có thể bộc lộ, hối tiếc rồi hổ thẹn, thì sẽ không dám phạm vào nữa. Cũng như đặt hạt minh châu vào nước đục, nhờ công dụng của hạt châu nên nước liền lắng trong, như khói mây tan hết thì vầng trăng sáng tỏ. Người làm việc ác rồi biết hối tiếc cũng giống như vậy. Nếu vừa có thể sám hối, ôm lòng hổ thẹn, thì tội lỗi ắt sẽ được dứt trừ, trở nên trong sạch như trước. Đại vương, những người giàu sang có hai hạng. Một là có nhiều voi ngựa và mọi thứ vật nuôi, hai là có nhiều vàng bạc và mọi thứ châu báu. Voi ngựa tuy nhiều cũng không thể sánh bằng chỉ một hạt châu. Đại vương, chúng sanh cũng vậy. Một là có nhiều việc ác, hai là có nhiều việc thiện. Làm nhiều việc ác không bằng làm một việc thiện. Vì thế thần có nghe Phật dạy rằng, tu tập một tâm thiện phá được trăm việc ác. Đại vương, cũng như một ít kim cương có thể phá hoại cả núi Tu Di, lại như một chút lửa có thể đốt cháy tất cả, như một chút thuốc độc có thể làm hại mạng chúng sanh, việc thiện dù ít cũng vậy, cũng có thể phá trừ được việc ác lớn. Tuy gọi là ít nhưng thật ra lại là lớn. Vì sao vậy? Vì phá trừ được việc ác lớn. Đại vương, như Phật có dạy, che giấu tội lỗi là phiền não, không che giấu tội lỗi ắt không có phiền não. Nhờ bộc lộ và hối lỗi nên không có phiền não. Vậy nên nếu đã lỡ phạm các tội lỗi thì đừng che giấu. Nhờ không che giấu, ác tội nặng có thể thành ra nhẹ. Nếu biết ôm lòng hổ thẹn, ác tội ấy có thể được trừ diệt mất. Đại vương, giọt nước tuy nhỏ nhưng dần dần làm đầy vật chứa lớn. Tâm lành cũng như vậy, mỗi một tâm lành đều có thể phá được điều ác lớn. Nếu mình che giấu tội, ác tội càng lớn thêm. Nếu bộc lộ và biết hổ thẹn, ác tội phải diệt mất. Vì thế nên chư Phật dạy rằng, người có trí không che giấu tội lỗi.